Ơi, Thành, Thành, bánh tay với tao đi. Này tao mới khui nè, tao biết mày thích ăn bánh này đúng không? Con Huệ cũng thích nữa. Cậu ăn đi, tôi còn phải làm việc. Thôi mày nghỉ đi, mày ngừng đi. Nghỉ làm đi, không ai la mày đâu. Ăn đi, xong tao kể mày nghe chuyện này vui lắm. Chuyện gì vui vậy cậu? Tao sẽ cưới con Huệ, đem về ở luôn trong nhà, đặng bá mình với chúng. Má tao kêu á, dọn phòng cho con Huệ vô ở. Ừ, phòng tao với mày với con Huệ vô ở chung luôn. Anh ơi, vậy ăn cháo đi. Anh thích cháo cá lắm mà. Anh, thôi bây giờ ráng ăn vài muỗng thôi cũng được nữa. Anh mà không chịu ăn là má rầy em đó. Má nói em không biết chăm sóc anh nữa. Anh, ăn giùm em một miếng cháo nha. Nha. Anh à. Dạ, cậu ơi, mợ ơi. Dạ, có Huệ qua, Huệ nói là nghe cậu bị bệnh, muốn qua thăm. Ý, thằng Thành với con Huệ qua hả? Vui quá à, tụi bay vô đây chơi với tao. Dạ. Chào mợ. Dạ, chào cậu mợ. Tự nhiên thấy tụi bay á, là tao khỏe re liền à. Bữa nay nhà tao có nấu cháo cá, ở lại ăn chung với tao nha. Dạ, tụi con ăn hết rồi, bụng đâu nữa mà ăn. Dạ, tí tôi nghe nói cậu bị bệnh, cho nên là kêu tôi qua đây thăm cậu, sẵn biếu cậu mấy con chim cu để cậu nấu cháo ăn dưỡng bệnh. Ý, trời ơi, con chim cu đẹp quá ha. Ô, nhưng mà dễ thương như vậy á, để nuôi đi chứ mừng ăn chi tội nghiệp nó. Nhà tao thiếu gì đồ ăn. Không có đâu cậu, cậu mà nấu cháo với mấy con chim cu này á, ăn ngon lắm mà bổ nữa, cậu sẽ mau khỏe. Đúng rồi á cậu, cháo cu á ngon lắm á. Vậy mày nấu cho tao đi, tao thích ăn đồ ăn mày nấu lắm á. Dạ, nhưng mà nhà còn dì Sáu với lại chị gái mà cậu. Nhưng mà không ai nấu ngon bằng mày hết. Chồng tôi kêu cô nấu thì cô đem xuống bếp nấu đi. Nè. Dạ, vậy để em nấu. À, mày nấu xong á rồi bưng xuống nhà kho nha, rồi tụi mình ăn chung giống y như hôm bữa á. Cái gì? Hôm bữa là hôm nào nữa? Dạ thưa mợ, hôm bữa mợ về thăm nhà, cậu ở nhà một mình, cho nên cậu buồn có kêu tụi con qua để ăn uống với cậu ở ngoài nhà kho á. Thiệt là quá đáng mà. Ăn chung vui mà có gì đâu mà quá đáng. Lát nữa em xuống nhà kho đi, rồi tụi mình ăn chung với nhau, vui dữ lắm. Đi Thành, bây giờ dạ. Tao với mày xuống nhà kho chuẩn bị trước, gọi hả con Huệ nấu xong rồi mình mang ăn. Đi nha. Lúc còn thuốc thì một vợ hai vợ, hết thuốc rồi thì xa lánh vợ, suốt ngày chỉ biết thằng Thành con Huệ, thiệt là tức mà. Qua nay cô ăn bậy bạ cái gì rồi trúng thực đúng không? Dạ, hôm qua tới giờ con ăn được gì hết trơn á. Chắc nhịn ăn để ăn dạ rồi. Cô không ăn uống được từ bao giờ? Dạ, từ hôm qua tới giờ. Nhưng mà mấy ngày hôm trước thì con ăn không thấy ngon. Để tôi xem mạch cho cô là biết ngay bệnh gì đó mà. Sao rồi thầy? Cổ có thai rồi. Hả? Thầy, thầy nói cái gì? Cổ có thai hả? Nhưng mà cái thai còn yếu lắm, cho nên tôi hốt cho cổ 3 thang thuốc. Cô uống hết 3 thang thuốc thì sẽ khỏe thôi. Rồi tôi sẽ tái khám lại cho cô. Thầy, thầy coi có cái thuốc nào mà không cần sắc uống liền được không thầy? Không có cái gì mà qua thuốc thang hết, nên cổ phải chịu khó uống thuốc để cho nó khỏe, chứ không thì nguy hiểm lắm. Dạ thưa bà, con tự sắc thuốc uống được mà. Cô đang bầu bì mà cái thai nó lại hành nữa,
Bộ nhà không có ai làm được việc này sao? Dạ có chứ thầy, để tôi làm. Được rồi, vậy tôi đi về nha. Bà cho người qua tôi lấy thuốc, về sắc uống liền nha. Dạ, để tôi đi. Ừ, chào cô. Đi theo thầy về phòng mạch lấy thuốc dưỡng thai hả má? Ừ. Để con đi cho. Ừ. Chúc mừng cô nha. Rồi cô sẽ có thuốc dưỡng thai cho mẹ con cô khỏe mạnh. Dạ, cảm ơn cô chủ. Tất nhiên, nhất định gia đình này phải có cháu nói giỏi tông đường. Nhưng ai đẻ thì chưa biết được ạ. Má, má nói vậy là sao? Thôi vậy, từ ngày con về đây, má đối đãi với con như bát nước đầy. Chuyện gì má cũng lo cho con. Con muốn cái gì má cũng cho, miễn sao con vui, thằng Lương vui. Chuyện gì má cũng nhân nhượng tụi con, để cho tụi con hạnh phúc. Nhưng riêng chuyện có cháu đích tôn thì má làm bằng mọi cách, chứ không nhân nhượng đâu. Má, má ơi, má cho con thêm thời gian nha má. Con xin má mà má, cho con thêm thời gian nha má. Cháu không à? Không, coi chừng không. Ăn chung với tụi bay vậy vui á. Ta muốn ngày nào bữa ăn nào cũng được ăn chung với tụi bay giống vậy. Ý, đâu có được cậu. Tại hôm nay cậu bị bệnh cho nên Huệ mới qua thăm cậu thôi. Chứ bình thường cậu phải ăn với mợ. Tao đang vui mà nhắc tới vợ tao hết vui luôn. Cậu hai, cậu không được nói vậy. Lỡ mợ nghe được, mợ buồn sao, cậu phải thương mợ chứ. Thương chứ sao không thương. Má tao dạy á, là phải thương vợ, lo cho vợ. Cho nên tao thương, tao lo. Biểu ăn cơm nè, đi ngủ mỗi ngày. Nhưng mà vợ tao á, cứ bắt tao làm mấy cái chuyện tao không ham, không thích. Cứ bắt tao uống thuốc hoài à, thấy ghét lắm. Trời ơi, cậu biết á, là thuốc mắc tiền lắm không? Nhiều người ta không có tiền mua đó. Cậu ngày nào cũng được uống thuốc bổ, ăn xâm nhung. Cậu có biết cậu có phước lắm không? Mà sao tụi bay kỳ vậy? Tao kêu vô đây ngồi ăn chung, cho vui mà tụi bay cứ ngồi kể chuyện gì đâu không mà không chịu ăn gì hết. Dạ dạ, vậy ăn đi cậu. Cháo cua đất này ngon lắm á. Ngon ghê. Nè. Ê, ủa, tụi bay ăn thêm đi. Tao ăn cháo không được rồi. Ngày nào tao cũng ăn cá với thịt thôi mà. Nghe muốn chết. Thôi, được rồi cậu, cậu ăn đi. Ê, sao mà cậu ăn cháo không được? Cháo này là tôi nấu đó. Nè, ăn đi. Thì tụi bay cứ ăn nhiều vô đi. Cho tao coi nữa. Nè, con Huệ ăn nhiều vô. Cảm ơn cậu. Có rồi đâu, cảm ơn. Lát á, tụi bay hùng nhau cho tao coi. Ừ. Tao thích coi tụi bay hung nhau. Tại tụi bay hung từ từ, hung nhẹ nhẹ, chứ không giống vợ tao. Nó làm tao ngọt thở lắm. Anh thay bộ đồ này đi cho ấm. Bữa nay em thấy trời gió lớn lắm. Thay đồ đi, không thôi là bệnh đó. Mấy nay á, anh thấy khỏe rồi. Chắc là nhờ ăn cháo chim cu. Nếu mà em biết á, anh thích ăn cháo chim cu như vậy là em đã mua nhiều để trong nhà nấu cho anh ăn rồi. Hay, bây giờ vậy nha. Em sẽ kêu thằng Tấn á, bẫy nhiều chim cu lên để sẵn trong nhà, để dành nấu cho anh. Nhưng mà con Huệ nấu mới ngon. Vậy thì em sẽ kêu con Huệ dạy cho em nấu. Ăn với tụi thằng Thành, con Huệ mới vui. Được rồi, anh muốn sao cũng được hết á. Bây giờ anh đi ra ngoài lấy cho em chai mật ong nha. Chai mật ong trong phòng này hết rồi. Anh lấy vô đây em pha nước cho anh uống. Cậu pha thuốc gì đó? Dạ, con đâu có pha thuốc gì đâu má.
cái này là nước sôi mật ong. Đợi anh Lương đi lấy mật ong xong rồi con pha cho anh uống nha. Tôi thấy hết rồi. Đưa đây. Pha thuốc rành rành như vậy mà còn chối cãi nữa hả? Thầy Tư dặn cô sao? Không được pha thuốc này cho nó uống nữa. Để cho nó phục hồi sức khỏe, sức khỏe trở lại bình thường thì mới có con được. Tại sao nó đang yếu trong người mà cô dám pha thuốc này cho nó uống? Lớn như đất á. Trời ơi, không thể tưởng tượng được. Lỡ như có chuyện gì gia đình này tuyệt tự hết. Tại sao con gan vậy hả Thi? Má, má ơi, má, má ơi, con xin má, con xin má tha lỗi cho con. Cũng chỉ vì con nôn nóng có con cho nên con mới làm như vậy thôi. Má ơi, má tha lỗi cho con nha má. Vì nôn nóng có con mà con bất chấp tính mạng của chồng con như vậy hả? Má, chỉ vì con quá mong muốn có con. Một phần con cũng muốn giữ chồng con. Con không muốn mất chồng con. Má ơi, má ơi, má. Con suýt giết chết chồng con. Con dám mở miệng ra mà nói là sợ mất chồng hả? Má, lần đầu tôi bắt gặp, tha cho cô. Từ nay về sau, dặn con trai tôi không uống bất cứ điều gì cô đưa. Nghe rõ chưa? Má, má ơi, con hứa, con hứa là con không dám tái phạm nữa đâu. Má đừng có nói với chồng con. Má nói với chồng con là chồng con hết thương con đó má. Má ơi, con lại má, con lại má mà má. Má tha cho con nha má. Má, má ơi, má, má. Trời ơi, không có biết gì hết trơn á. Em bị bắt. Em bị bắt lấy chồng. Má không phải gả cho anh. Không có giỡn nhây vậy nghe Huệ. Em không lấy anh vậy chứ em lấy ai? Chắc như đinh đóng cột phải không? Dạ thưa bà. Vậy thì để tôi nhổ cái đinh đó nghe. Nếu nhổ không được á, tôi nhổ cái nhà này quăng xuống sông, đào mô cuốc mã má cô lên trả lại cho cô. Cô muốn đem đi đâu á thì đem. Dạ, dạ thưa bà. Dạ. Từ hồi được ông bà chủ ban ơn cho tá túc ở đất này, tôi có thiếu nợ ông bà chút đỉnh, nhưng mà cũng đã trả đầy đủ rồi. Mồ mã của vợ tôi cũng đã trả tiền đất rồi mới chôn cất mà bà. Dạ, mong bà chủ xem xét lại. Nợ thì nhà con không có thiếu, phần mộ thì con cũng đã mua. Bà chủ ơi, mong bà chủ thương tình cho con. Đất nhà tôi ai tôi cho ở, tôi ghét ai tôi đòi lại. Đất thí nhà tôi bán rẻ cho tá điền, có bán mắc mỏ gì đâu. Giờ không mưa thì tôi đòi lại. Tôi cho mấy người 3 ngày, nếu không ưng thì cuốn gói đào mồ đi khỏi đây. Để lại thì xuống sông mò xương má cô ráng chịu à nghe. Tôi không có nói nhiều. Tôi về à. Bà chủ, bà chủ. Đây là tụi bay tốt bụng với tao ghê ha. Thôi, tao biết bụng dạ của tụi bay rồi. Tao nói cho mà biết, nghe lời tao thì cái gì cũng tốt đẹp. Chống đối lại tao á, hối hận cũng không kịp. Về đi. Dạ bà. Đi về, khỏi đây. Sao con còn chưa ngủ mà đi qua phòng má vậy? Dạ thưa má, con có chuyện muốn thưa với má. Mai hẳn nói, giờ má buồn ngủ rồi. Còn con thì không thể nào ngủ được. Con mong má cho con được nói. Vậy thì con nói đi. Con muốn gì thì con nói. Chứ con khóc lóc kiểu này ai biết đường đâu mà lần.
Thưa má, từ lâu con đã nghi, mà con nghi đâu là chúng đó. Nhưng mà nào giờ con chỉ nghi ngờ là chồng con có tình cảm với con Huệ. Còn bây giờ con nghe gia đình trong nhà nói là má đã qua nhà con Huệ hỏi cưới nó để cho nó về đây làm dâu, làm vợ bé của chồng con. Sao má lại làm như vậy hả má? Con có nhớ má đã cho con kỳ hạn 3 tháng. Nếu như con không có thai thì con phải đi cưới vợ bé về cho chồng con, để nó có con mà nói giỏi chứ, đúng không? Con cũng đã cố gắng hết sức, cũng tại ảnh mà má. Thằng Lương nó bệnh là do ai? Do con cho nó uống thuốc quá liều. Cũng may đó, má phát hiện kịp thời, chứ không thì hậu quả khôn lường rồi. Ơi, Thành, Thành, ăn bánh tay với tao đi. Nè, tao mới khui nè, tao biết mày thích ăn bánh này đúng không? Con Huệ cũng thích nữa. Cậu ăn đi, tôi còn phải làm việc. Thôi mày nghỉ đi, mày ngừng đi. Nghỉ làm đi, không ai la mày đâu. Ăn đi, xong tao kể mày nghe chuyện này vui lắm. Chuyện gì vui vậy cậu? Tao sẽ cưới con Huệ, đem về ở luôn trong nhà, đảm bảo mình chứ chúng. Má tao kêu á, dọn phòng cho con Huệ vô ở. Phòng tao với mày với con Huệ vô ở chung luôn. Còn bà hai sao? Dạ tao vô đó ở luôn, ở chung vậy mới vui. Mới nghĩ tới thôi mà tao đã thấy vui lắm luôn đó. Cậu vô đi, tôi còn trẻ củi. Thằng này, chuyện vui vậy mà sao mày không vui vậy à? Không cười nữa. Má tao nói á, vợ tao dở ẹp, không làm được em bé. Thầy bói nói hả, Huệ giỏi lắm, làm được em bé nè, để cho ba tụi mình chơi chung. Trời ơi! Thành, mày bị gì vậy? Mày bị sao vậy? Mày có chuyện gì không? Có tao ở đây nè. Mai mốt Huệ về á, ba đứa mình chơi chung, rồi ăn chung, ở chung. Sao tự nhiên mày khóc vậy? Mày nín đi, mày nín đi. Có tao ở đây nè, nha. Mày nín đi nha. Thằng này. Tới rồi đó hả? Bảy Lanh với thằng Tấn bắt đầu đánh được rồi đó. Đánh té nó cho nó coi, tới khi nào nó chịu ưng làm vợ con hai thì mới ngưng. Huệ, con phải nghe lời tía, con không được nói ưng. Đánh đi. Sao giờ tía? Không. Sao vậy? Hai đứa bay không đánh, tao cho gia nhân đánh luôn hai đứa bay đó. Hùa nhau chống lại lệnh tao phải không? Đánh đi. Dạ. Tía! Bà chủ ơi, đánh nữa chắc ổng chết. Con cũng thấy vậy bà chủ. Tạt nước cho tía con nó tỉnh lại, đem đi phơi nắng cho tao. Đào hết lên đổ xuống ao cho tao. Mấy chú ơi, mấy chú ơi, bà tôi lạy bà, tôi lạy bà rủ lòng thương đừng có cuốc mồ cuốc má của vợ tôi bà ơi. Tôi lạy bà, con đừng làm vậy nữa bà. Tôi thương ông, ông có thương tôi hay không? Hay ông mặc cho con trai tôi nó tơ tưởng tới con gái của ông mà bệnh lên bệnh xuống? Dạ thưa bà, chuyện hôn nhân là do duyên số, tôi đâu có ép uổng con gái tôi được cơ bà. Chuyện hôn nhân của con cái là do cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Hay ông chê con trai tôi không xứng với con gái của ông? Dạ tôi đâu có dám. Nhưng mà tại vì con Huệ với thằng Thành đã hứa hôn với nhau rồi, mình là người lớn, ngăn cản tụi nó sao được thưa bà. Thằng Thành nó cũng đã đồng ý nhường con gái của ông cho con trai tôi. Nó còn khuyên con gái của ông
lấy con trai tôi kia kìa. Nhưng chỉ có ông, ông muốn chống đối tôi thôi, không có nói nhiều nữa. Đào lên đổ hết xuống mương. Mấy chú ơi, đừng. Bây giờ con chỉ muốn trở về nhà của con, để không phải chứng kiến cái cảnh con Huệ bước vào nhà này thay thế vị trí của con. Con đừng có nghĩ vậy. Nó chỉ về đây đẻ con cho chồng con thôi, chứ có phải về làm vợ danh chánh ngôn thuận gì đâu. Con đó là con dâu danh giá của má, nó chỉ đem về đây để đẻ cháu cho má thôi à. Nè, con mà bỏ đi là để chống chỗ của con, không khéo nó thừa cơ hội chiếm chỗ của con luôn đó. Má biết như vậy tại sao còn làm? Có người vợ nào mà chịu được cảnh chồng mình có vợ bé đâu hả má? Con yên tâm, bên cạnh con lúc nào cũng có má hết á. Má nói với con rồi, danh dự gia đình mình lớn lắm, làm sao má để cho một con nhỏ nghèo kiết xác vô làm dâu má được. Hiểu vị thế của mình chưa? Má, con khổ quá má ơi. Hồi đó má buồn là má đi mua một bộ trang sức về đeo cho vui, nên giờ má có nhiều kiểu lắm. Đi vô phòng, má đưa hộp trang sức của má cho con nữa, đeo cho giải khuây nha. Mày có sao không? Huệ mới bước vô tới ngạch cửa mà đã có quạ rồi, không biết sắp tới sẽ như thế nào nữa. Trời ơi, cô sao vậy? Sao không cẩn thận gì hết vậy? Dạ tôi không sao. Đó, thấy chưa, làm ăn cẩu thả, mắt nhắm mắt mở. Cái thai mà có chuyện gì cô biết tay tôi á. Dạ tôi không sao, cảm ơn thầy. Để tôi đi lấy đồ lau nhà. Thôi để đó đi, tôi kêu chị Thình lên lau cho. Cô về phòng nghỉ ngơi đi, nếu mà thấy đau bụng á thì báo tôi biết liền, đừng có im im lầm lầm rồi có chuyện xảy ra đó. Dạ tôi biết rồi. Cô nữa, thôi ngay cái trò hành hạ người ta đi nghe. Bụng cô ta càng ngày càng lớn, để cho người ta nghỉ ngơi nữa chứ. Nhưng mà em nhấc tay nhấc chân ngủ không có được. Kêu chị Thình làm, tôi sẽ trả thêm tiền cho chị. Anh ơi. Gì cậu? Dì Sáu nói là phải lấy mỡ trang sức cho con Huệ thì vết phỏng mới lành. Bây giờ tao với mày đi bắt con Trăng về đi, rồi lấy mỡ sức cho con Huệ. Nhưng mà biết bắt ở đâu giờ cậu? Tao hỏi Bảy Lanh thì nói là ở dưới bưng có, lần nào đi qua cũng gặp. Gặp thì gặp rồi đó, nhưng mà bắt đâu có dễ. Chứ giờ phải bằng sao? Giờ mình có tiền á thì mình xuống chợ dò hỏi mua. Nhưng mà tôi sợ là bà mà biết mình mua Trăng về lấy mỡ sức cho Huệ á, bà đầy chết. Hả? Chị gái có hái trái mù u ép dầu sức cho Huệ rồi mà. Vậy là được rồi. Dầu mù u không có hay, mỡ Trăng tốt hơn. Phải đi chợ kiếm con Trăng mua liền. Dạ. Anh ơi, vô nhà má kêu. Vậy mai tao mày đi mua nha. Nè, anh đi ra ngoài này chơi với thằng Thành thì được, chứ không được đi qua bên phòng con Huệ kiếm nó nha. Làm vậy là em buồn á. Thôi đi vô phòng. Ủa, má kêu anh thì anh phải đi vô phòng má chứ. Thank you.
phòng Huệ, ở bển có một cái gói hả? Nó ngủ một mình thì một cái gói là đúng rồi. Với lại nó đang bị bỏng, má nói là anh không được qua bên đó, khi nào nó lành rồi anh mới được qua bển. Không, Huệ ở một mình buồn lắm, anh phải qua liền bữa nay. Em không có cho anh em một mình chiếu gói của phòng đi đâu hết á. Đem ra đi. Không được đi. Đi đây. Không được đi nè. Không được đi. Không được đi. Thôi được rồi. Nếu mà em không chịu á thì anh đi mình không. Nè. Nè. Chị gái, để nó đi, tôi làm cho. Dạ, thôi đâu được đâu cậu. Cậu ngồi chơi đi, để tôi làm cho. Bà mà biết tôi để cậu làm bà đánh tôi chết á. Hôm bữa chị làm tôi coi hết rồi, nay tôi biết rồi. Chị ra ngoài đi, vợ của tôi làm, ai dám đánh chị. Thôi, tôi để em tự làm cho. Hôm nay em cũng bớt nhiều rồi. Huệ cứ nằm đó đi. Dạ, vậy thôi chị đi ra ngoài. Đừng thăm đó. Huệ ráng chịu đựng nha. Một chút nữa thôi, gần xong rồi. Sắp xong rồi, sắp xong rồi. Ráng chịu đau trước nha Huệ. Thank you.